Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến. Suốt thời gian Đức Thầy hoằng đạo độ sanh, ngoài phần sấm giả năm quyển, một quyển cách tu hiền và trên 200 bài thi thơ ngắn với mục đích quảng truyền chánh pháp mà trong giáo hội đã sưu tập, ngài còn thuyết pháp hàng mấy trăm lần cho đại chúng nghe, cũng như những cuộc tiếp xúc dạy bảo riêng từng người thì không sao kể xiết. Mỗi mỗi đều là những bài thuyết giáo hoặc dài hoặc ngắn, nhưng rất tiếc là thời gian ấy không ghi chép đầy đủ, chỉ truyền khẩu với nhau những gì còn nghe nhớ mà thôi. Mấy lúc nay chúng tôi may mắn được nghe các vị cao niên trong đạo đã từng gần gũi Đức Thầy thuật lại những mẩu chuyện chung quanh ngài, do quý vị ấy đã hân hạnh được nghe thấy. Chúng tôi cảm nhận có nhiều câu chuyện chẳng những Đức Thầy dạy riêng từng người mà còn dạy chung cho tất cả, và rất lợi ích cho việc tu hành nếu chịu khó sưu tầm ghi chép. Thấy giá trị của những lời khuyến dạy trong đó không khác nào bộ kinh pháp cú của Đức Phật thời xưa, cho nên chúng tôi mới mạo muội kết tập các mẫu chuyện ấy lại thành sách và tạm đặt cho cái nhan đề là Chuyện Bên Thầy. Mỗi câu chuyện chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là lời tường thuật, phần thứ hai là lời phụ bàn của tác giả. Kính thưa quý vị, để đáp ứng theo yêu cầu của quý đồng đạo gần xa, nhất là đối với quý cô bác lớn tuổi hoặc bận nhiều công việc không có thời giờ để xem coi, nên chúng tôi xin đọc ghi âm vào băng nhựa để cho quý đồng đạo tiện dịp nghe lại lời dạy hoặc gương hạnh của Đức Thầy, áp dụng vào cuộc sống đời thường, đem lại niềm hạnh phúc an lạc đúng với hoài bảo của ngài là: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời quý đồng đạo nghe mẫu chuyện thứ nhất, Qua Năm Dê. Vào khoảng mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy bị người Pháp an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Họ kiểm soát quá gắt gao, không cho tín đồ lui tới viếng thăm ngài, duy chỉ có Đức Ông, Hương Chủ Cương và một vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào buổi chiều thứ bảy mới được vào thăm trong vòng một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó một thời gian, Đức Thầy cảm hóa được y sĩ Trần Văn Tâm, vị cai quản bệnh viện này, và khôi phục được các anh em gác cửa bằng cách là dùng chai nước lạnh để trị bệnh mù mắt cho mẹ anh được sáng lại. Nhờ vậy mà từ đó anh em tín đồ đến thăm Đức Thầy mới được dễ dàng. Một hôm, ông chủ cư đang tiếp chuyện với một ít đồng đạo tại cửa, còn Đức Thầy thì nằm nghỉ nơi văn phòng phía trong. Bây giờ quý vị ấy cùng ông chủ cư bàn qua việc tu hành. Lần lượt họ đưa ra hai câu giảng: qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Rồi họ hỏi anh chủ, hai câu ấy ý nghĩa như thế nào? Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe và nói hơi lớn tiếng: nếu đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết thì tôi không tu nữa. Bỗng Đức Thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ vai mà nói: sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu vì thời cổ mà mình mới tu. Tiếng chuông cảnh tỉnh ấy làm cho ông chủ giật mình và rất hối tiếc vì lời mình đã nói ra. Viết theo lời ông chủ Lâm Thơ Cương: phụ bà đang sống trong cảnh khổ đau khắc nghiệt, ai cũng muốn chống qua thời gian ấy để được hưởng sự thái bình an lạc. Đó là ý niệm chung của xã hội loài người. Đức Thầy cũng nói rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong một đoạn giảng: thấy rằng thế ai ai cũng mơ ước đời sau không tôi ước cho rồi, nay khổ lao khổ
Nhưng đối với người tu hành thì phải có ý niệm sâu xa hơn. Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời cuộc mới tu, thì sự tu ấy chỉ tu qua chung khổ mà thôi, chớ chưa sao đạt được mục đích. Cho nên trong lúc ông chủ nói lời quả quyết để tăng đức tin cho hai độc đạo kia, thì đức thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ. Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu phải vì thời cổ mà mình mới tu. Đức thầy cũng có lần nói với ông Hương Hầu Thủy rằng: thiên cơ không nên bàn, vì bàn trật sẽ có tội. Bàn trật đã có tội rồi mà bàn trúng cũng có lỗi nữa. Qua lời chỉ giáo của đức thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy làm sao. Bởi mục đích của giáo lý Phật giáo hòa hảo không những chỉ dạy người tu gây phúc lợi riêng cho mình mà phải tu chung cho vạn loài, mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả thì lúc sung sướng thường là gây giống cho thời khổ đau, còn thời khổ đau nếu biết thức tỉnh thì là nguyên nhân cho ngài an lạc. Nên hãy còn làm một chúng sanh trong cõi trần gian, tất còn chịu dưới định luật trả dai của vui và khổ. Phi trừ các bậc Bồ Tát Bổ Xứ mới không còn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng xéo dài. Trong bài Trong Việc Tu Thân Sử Kỷ, đức thầy có dạy: các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Cho nên người đã quy y đầu Phật, gặp thời táo loạn cũng tu, mà gặp lúc thái bình vẫn tu. Tu cho đến khi nào vẹn toàn bổn phận của một con người và kiến diện chân tánh mới gọi là đạt được mục đích.